Và công việc tiếp theo của mình khi mà chúng ta xử lý ảnh với Photoshop CS5 năm nói chung và các cái phiên bản từ CS3 đến CS4 thì cũng như nhau mà thôi. Thì khi mà chúng ta xuất hình từ BR rồi, bây giờ chúng ta vào trong Photoshop, ta mới chỉnh những cái còn lại, những khuyết điểm còn lại mà chúng ta cần phải làm lại. Thì cách làm này bạn có thể làm trước hay làm sau, công việc nào cũng được. Thì trong trường hợp này bây giờ tôi sẽ làm thẩm mỹ ảnh trước. Có nghĩa là chỗ nào mà nó thiếu chúng ta bù, chỗ nào dư thì chúng ta hút bớt, nó đẩy vô. Thì dòng 1 này nó hơi yếu, nó kéo ra. Dòng 2 chúng ta bóp lại. Và gương mặt nhỏ này nó hơi dài, chúng ta nắn lại cho nó tròn trịa một chút. Đó là công việc tôi sẽ làm trong trường hợp này. Thì giờ bạn xem nha. Thì tôi sẽ khoanh cái chỗ này nè. Như thôi. Vô đây dùng Lightify. Rồi tôi sẽ bóp cái bụng nó lại một và chúng ta để ngay cái tâm của cái hình, ngay cái tâm của cái vòng tròn là ngay cái hình ta bóp lại. Rồi bây giờ cái dòng này nó kéo ra một tí nha, hôm nay được chưa vậy? Rồi cho nở lên tí, dùng cái này cho nở lên. Rồi nhấn ok. Là riêng cái phần dưới này ta làm xong. Bây giờ anh ta xử lý tới cái mặt, ta khoanh cái mặt thôi. Làm sao, tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì làm như vậy thì cái vùng xử lý mình nó nhỏ hơn, máy nó chạy đỡ đỡ nhọc hơn. Còn nếu mà ta để mà nó nguyên cái hình nó xử lý cũng không có gì sai cả. Nhưng mà chúng ta tự nhiên chúng ta lại đưa chúng ta vào cái thế kẹt là máy nó xử lý chậm, ta phải chờ đợi nó mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ nâng làm cái mặt lại một tí như đây. Thì tôi sẽ chọn công cụ này, tôi cho nó nhỏ lên chút thôi quý vị, kéo nó lại. Rồi tôi sẽ đưa cái cầm này cho nó lên một chút, bớt cái cầm ngắn lại cho nó nở cái này ra một tí, ốm quá. Tôi làm mà không có phải là quá đáng lắm thì được, đừng đừng có nắng quá. Rồi vậy là ok xong. Bạn coi khác với ban đầu nè, thấy không? Nhích lên tí xíu đỡ, nó đỡ dài mặt hơn, đầy đặn hơn. Thì công việc vừa rồi tôi nói gọi là thẩm mỹ ảnh thì là xem lại nguyên thể nha. Ta phải nhấn vô history, ta coi lại đây là cái hình gốc khi mở lên như vậy, sau khi sửa xong là như thế này, thấy rõ ràng không, khác hẳn không? À, ban đầu đây đây xử lý xong. Thì công việc này thì tôi ưu tiên tôi làm trước, chứ đừng có để mà chỉnh sửa da xong mà làm thì nó sẽ có những cái sự sai sót. Bởi vì khi ta đi quá đà đó, chứ làm những cái này thì nó bị dễ lỗi hơn là người ta làm từ đầu nó chạy da rồi sao. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái công cụ này. Đây công cụ là Pet Tool này ha. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ chỉnh đây cho quý vị coi. Trên đây nó có hai, nó có những cái phần cần sửa là những chỗ này nè. Những cái tóc này tôi sẽ khoanh đây. Tôi kéo ngang này là nó sẽ mất nè, các bạn coi nè. Rồi được, kéo ngang ra. Những cái gì mà nó dài, ta dùng mình công cụ này ta làm. Đây. Và những cái chỗ này cũng vậy, chúng ta phải dùng này ta làm, kéo song song với cái phương xử lý của mình. Bây giờ cái chỗ này nha, nó hơi bị đen nè, bạn thấy không? Thì ta sẽ khoanh đây, ta kéo ra vậy, ta buông vô mình thấy nó mất rồi. Mà cái người mà không có cái gấn đó là không được, nó là búp bê chứ không phải người. Thì đó chúng ta sẽ không chấp nhận vậy, mà chúng ta nhấn là Shift Control F, hoặc là ta vô trong cái lệnh này Edit Face đây nè. Ta lấy nửa nửa cái công đoạn xử lý, nghĩa là 50% công lực mà chúng ta vừa làm thôi, đánh số 50 vô đây, nó làm dịu đi. Nghĩa là chúng ta chỉ xử lý 50% của cái khả năng mà công cụ này cho thôi, thì nó vẫn giữ được cái LM ở dưới thì nó đẹp hơn. Mình coi em thấy rõ ràng không, nó vẫn còn tí. Chúng ta làm hết là không nên, tương tự bên đây cũng vậy.
Rồi, shift Ctrl F. Thấy được chưa? Rồi nha. Rồi sau khi xử lý được những cái này rồi thì bây giờ mình sẽ nhấn là F7, mình tạo một cái lớp rỗng nằm trên cái lớp mà chúng ta đang có. Chúng ta sẽ dùng công cụ là clone tem. Cái đóng dấu của sẽ nằm nó hơi khác cái kia xíu nha, mình chịu khó mình nhìn kỹ các cái biểu tượng nó hơi gì? Nó hơi màu mè hơn chút. Rồi chỗ này ta nhấn là on layer. Ta cho ở công cụ opacity là 20% thôi. Từ 20 đến 30% tùy. Bây giờ chỗ này cái vùng mà cái quần mắt đây nè, nó hơi bị đen thì ta sẽ chủ trương ta làm trắng hơn, là chọn đây công cụ green. Bình thường nó là màu, ta chọn là green hoặc là lighten cũng được. Ta chọn lighten hoặc green. Rồi. Tôi sẽ nhấn internet, tôi chấm ngoài này nè, tôi lon tem vô đây, bạn thấy nó sáng hơn không? Nó làm cho hình sáng hơn. Bên đây cũng vậy. Những cái chỗ vùng tối chúng ta sẽ cho nó sáng hơn bằng cách ở đây cũng thế nè. Chúng ta chấm đây ta dậm nè. Chấm cái này ta dậm vô đây. Rồi những chỗ này chúng ta cho nó sáng hơn. Chỗ này cho sáng hơn chút. Như này nè. Thấy nó sáng hơn chưa? Đó là tác dụng của công cụ lên tem mà hỗ trợ của screen. Chúng ta chấm vậy để làm gì? Chúng ta quẹt lên đây chút xíu thôi nè. Rồi sau đó chúng ta trở về normal. Chúng ta chấm những cái vùng như hạn như chỗ này nó hơi bị lon đây nè. Giữ internet chấm cái này, ta chấm đều vô. Những chỗ này là nó hơi gì? Cái da nó không có được đẹp như này nè, ta chấm phủ lại. Chấm cái là mình xoay chỏ theo, mình lấy chỗ này buông ra mình chấm vô đây, lấy này buông ra chấm vô đây. Tương tự đây cũng vậy nha. Rồi riêng cái vùng cái trên đây nè, mình phóng lớn lên mình thấy là nó bị rất là nhiều lam nham. Thì mình lấy ngay đó mình chấm nó, gọi là lấy mỡ nó, ráng nó. Không lấy chỗ khác, lấy đây mình chấm vòng vòng lại cho nó đều lại. Rồi mình chỉ sơ qua một lần thôi, không có đi lại lần thứ hai nữa nha quý vị. Mình thấy đỡ hơn nè. Và tương tự như thế những chỗ này nè. Những này đỡ lam nham hơn nè. Qua đây cũng thế nha. Riêng cái này nó có hộp, mình không nên làm mất những cái hộp đó của nó. Lấy cái đây chấm nó luôn. Lâu lâu chấm là internet, chấm vô. Tôi chơi nhỏ lại cái cọ mình đó. Nghĩa là tùy theo cây cọ mình, lúc lớn lúc nhỏ tùy theo. Rồi phóng lớn những cái chỗ này lên, những cái vùng này nè. Chúng ta cũng chấm tương tự như vậy. Những cái này nè, chúng ta cho cái sự tinh tế của nó một tí, đừng có bị những cái, nhất là những người mà có mụn á, những mụn cám nó hay bị chỗ này nè. Như chấp mũi nè. Và cái mô nha, chấm bớt đi. Đây nha, bớt đi cái độ bóng này. Rồi cái răng cũng vậy nè các bạn. Chấm nhưng mà vẫn giữ được cái độ gì, cái độ bóng của răng chứ không làm mất đi những khối răng. Chỉ chấm những phần đen thôi. Đây cũng vậy nè. Lấy của nó chấm nó luôn chứ không lấy mình khác đưa vô.
Rồi chúng ta xong. Thì nãy giờ chúng ta đã làm cái điều gì rồi? Hãy coi đây. Có phải chúng ta đã làm được rất là nhiều thứ rồi không? Nếu mà chấm không quen tay bạn sẽ bị gì? Bệt 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 bệt. Nên chịu khó là bạn phải chấm từ từ thôi, đừng có quá đáng lắm. Rồi khi mà tới đây rồi, bạn thấy nó còn hơi chỗ này nè. Hơi tí nè. Cái da nó hơi cái khuyết đây nè, thấy không? Thì mình chấm tiếp lấy đây nè, chấm vô cho nó bớt đi. Đỡ hơn chút đây như vậy nè. Rồi đồng ý khi chấm nó rồi, bấm cần cho e gộp lại, cần cho e nó gộp hai lớp nó lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ chạy phần mềm làm da, thấy chấm sơ ra để chạy mình làm da hình sẽ đẹp ngay. Bạn coi đây, đây phần mềm làm da chúng ta đây, nhấn vào đây và bước đầu tiên là mình chọn đây là new layer, tạo một lớp mới chứ không có để chấm trực tiếp, tạo một lớp mới đánh dấu vào đây. Rồi bây giờ mình phóng lớn lên nha, để đây là default, coi phần da đây nó chấm đẹp chưa. Bây giờ mình sẽ chỉnh nè, kéo này cho nó vô phần trắng này, bỏ phần đen đi. Thì để chi tiết này chúng ta sẽ có một bài cụ thể về cái này chấm da cụ thể, như chúng ta đi sơ qua ta biết. Rồi sau đó chúng ta kéo phần sắp bên lên để cho cái hình mình nó có hạt, da nó có hạt, thấy rõ ràng có hạt chưa. Bớt lại chút xíu, khoảng cỡ 15 thôi. Nếu mà không chỉnh màu của da bạn hãy bấm nút warm nè, bớt màu lại. Đó, cho sáng lên tí. Rồi nhấn ok xong. Chúng ta vừa chấm da xong. Đây nó tạo cho mình có lớp da không? Tự nó tạo một cái lớp da. Và mình coi là nếu là đây chưa có chấm da nè, chấm da là thấy khác nhau chưa? Thấy khác nhau không? Rất là đẹp. Coi kỹ nha. Chưa chấm nè. Chấm rồi nè. Được chưa quý vị? Thì sau khi được tới đây chấm da rồi, chúng ta bấm cần trên E, chúng ta gộp lại một cái nữa. Nếu bạn có nhu cầu bạn cạo lại chỗ nào đó, cạo lại gì đó thì bạn chỉ cần sao? Tạo mặt nạ. Hoặc là lấy cục gơm. Nếu mà bạn chưa biết mặt nạ, bạn lấy cục gơm đây nè. Bạn cho gơm đây là gơm M ha. Bạn cho đây khoảng cỡ là 30% thôi. Bạn sẽ bôi lại, bôi chỗ nào đó cũng bôi lại, bôi bôi lại chỗ nào mình cần bôi, nhưng mà tôi nghĩ chắc không cần phải bôi, nó đẹp rồi. Mà đặc biệt là nó không ảnh hưởng tới tóc và không ảnh hưởng tới gì, tới quần áo nha, hay chỗ đó không ảnh hưởng tóc và quần áo. Rồi bấm cần trên ơ gặp lại. Thì công đoạn này sao làm xong, bấm cần trên s xây lại. Như vậy là chúng ta đã vừa xong công đoạn 2/3, còn lại là chấm da và làm thẩm mỹ ảnh. Bây giờ còn công đoạn tiếp theo là chúng ta design chữ thôi là xong.